Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2022, sáng nay ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tại Sở Y tế. Phát biểu chung vui với cán bộ y bác sĩ ngành y tế tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong tham mưu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những hy sinh quên mình bảo vệ sức khỏe người dân, hy sinh lợi ích cá nhân, gia đình đi vào tâm dịch của đội ngũ y bác sĩ tỉnh nhà. Qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực, ý chí và chỉ đạo toàn diện của ngành đối với công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị ngành y tế tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, chiến thắng dịch bệnh. Đặc biệt chú trọng các giải pháp đẩy mạnh tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh cho các đối tượng, tăng cường hướng dẫn kỹ năng điều trị F0 tại nhà, nâng cao năng lực phòng chống dịch và điều trị đến xã phường thị trấn. Đồng thời, ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.